Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa quý thầy hữu tri thức, hôm nay chúng tôi xin chia sẻ về đề tài Phật giáo và Hồn Quốc An Dân như là một phần gián tiếp hưởng ứng ngày lễ hội Hoằng Pháp Toàn Quốc đã diễn ra từ ngày 7, 8, 9 tháng 5 năm 2010, tức là đã diễn ra cách đây một tuần. Ngày 7 tây tháng 5 vừa qua đó thì chúng tôi được ban tổ chức yêu cầu chia sẻ về đề tài này. Thì tham dự trong hội trường ngày hôm đó thì có khoảng 1.200 các vị tôn đức lãnh đạo ban Hoằng Pháp thuộc 55 tỉnh thành Phật giáo trên cả nước và lãnh đạo chính quyền ở tỉnh Kiên Giang. Nhưng thời gian ngày mấy chỉ có 10 phút thôi, do đó chúng tôi dành hôm nay cho phần mở rộng thêm nội dung mà chúng tôi đã trình bày chưa được hoàn tất. Truyền thống Hộ Quốc An Dân ở trong Phật giáo được đề cập trong rất nhiều các bản kinh khác nhau. Một trong những bản kinh quan trọng nhất thuộc về truyền thống Đại Thừa đó là kinh Hiền Nhân với gần 60 trang. Trong đó Đức Phật dạy về nghệ thuật quản trị quốc gia, phát triển đất nước và đảm bảo được cái sự an vui hạnh phúc một cách bền vững của tất cả các cư dân. Trong kinh Tạng Pali có rất nhiều bài kinh Đức Phật đề cập một cách trực tiếp hay là gián tiếp đến. Ví dụ như kinh Tăng Chi, Đức Phật có bài kinh mang tựa đề là 7 yếu tố tạo thành một quốc gia cường thịnh. Hoặc là những bài kinh về 10 quy tắc mà một vị chủ lương thánh vương cần phải áp dụng để cai trị quốc gia ngày càng được phát triển bền vững. Các bản kinh đó thì khá quen thuộc. Và hôm nay chúng tôi chọn một phần ở trong bài kinh Chuyển Luân Thánh Vương Tu Hành thuộc bài kinh thứ 6 Trường A Hàm. Bản kinh này hiện nay đã được phổ biến dưới hai hình thức, đó là in thành sách trong Đại Tạng Kinh của Phật giáo Việt Nam và đã phổ biến ở trên các trang web. Trong bản kinh này Đức Phật chia ra hai vấn đề lớn, đó là hộ quốc và an dân. Mỗi một vấn đề đó được tiếp cận từ hai góc độ: hộ quốc của những người cầm quan lý của bậc và hộ quốc của những nhà tu hành Phật giáo. An dân từ chính sách an sinh xã hội của quốc gia, và an dân từ công tác giáo dục tâm linh và đạo đức của những nhà tu hành. Và nếu như ta có một cái phối đối kết đồng bộ giữa các nhà lãnh đạo quốc gia và lãnh đạo Phật giáo đó, thì truyền thống hộ quốc an dân này đó sẽ làm cho đất nước ngày càng được hưng thịnh phát triển, như chúng ta đã từng thấy sự đồng hành của Phật giáo với đất nước Việt Nam trong quá khứ mấy nghìn năm vừa qua. Vua Chuyển Luân Thánh Vương được đề cập ở trong bản kinh này có tên gọi là Kiên Cố Niệm. Và cái cuộc đối thoại giữa ông và những hoàng tử con của ông đó liên hệ đến vấn đề hộ quốc an dân. Thì lúc đó ông chuẩn bị truyền ngôi lại cho con, và những người con của ông muốn nhờ ông tư vấn các nghệ thuật quản trị quốc gia thế nào cho tốt, và do đó nó không làm mất mặt các vị tiên đế, những người đã cố công dựng nước, và bây giờ đó, họ là những người có công là bảo vệ, duy trì và phát triển đất nước. Nhân cơ hội đó thì vua Chuyển Luân Thánh Vương Kiên Cố Niệm đã trả lời với các người con kế ngôi công như thế này: hãy nương tựa, cung kính và tuân thủ pháp và luật. Hãy chăm sóc, dạy dỗ các dương tử, đại thần, trăm quan và thứ dân bằng pháp. Hãy hộ trì, chăm sóc
các bậc sa môn, bà la môn cho đến các loài cầm thú bằng pháp. Trong nước có luật pháp cũ, còn thích hợp thì chớ có hủy hoại và thay đổi. Lời dạy ngắn gọn này được xem như là cái khuôn phép. Và theo Đức Phật đó, các vị chuyển lương thánh vương theo tinh thần Phật giáo đã áp dụng, nhờ đó đất nước được hòa bình, thịnh trị, phát triển một cách bền vững. Trong đoạn văn ngắn vừa nêu, ta thấy yếu tố pháp trị, tức là làm thế nào để áp dụng luật pháp cho mọi thành phần trong xã hội, từ những nhà lãnh đạo cho đến thứ dân, và không có bất kỳ một hình thái thiên vị nào, ưu tiên nào, thì lúc đó đó, cái công bằng xã hội này sẽ được xem như là yếu tố giúp cho đất nước ngày càng được phát triển tốt đẹp. Cũng nói thêm rằng khái niệm Dhamma và Vinaya ở trong thuật ngữ Pali đó được hiểu theo nhiều nghĩa với nhiều ngữ cảnh khác nhau. Pháp được hiểu theo nghĩa gần nhất với ngữ cảnh Phật học trong phần lớn các tình huống là chân lý. Trong khi đó Vinaya được hiểu trong phần lớn các ngữ cảnh là luật pháp và đạo đức. Chân lý đó là điều mà chúng ta hướng về, bảo vệ, sống với nó. Ví dụ như chân lý vũ trụ hay là chân lý khách quan của mọi sự vật hiện tượng, theo Đức Phật là không có nguyên nhân đầu tiên, do đó không hề có thượng đế và các thần linh trưởng quản các chức nghiệp và ngành nghề, không có số phận an bài, không có sự rủi ro, không có định mệnh, định nghiệp. Và do vậy, người sống với nhận thức nhân quả, tôn trọng, sống phù hợp và thích ứng với nhân quả được xem là người sống với chánh pháp. Trong cái đó Vinaya, trước nhất nó là một cái hệ thống luật, và cái đến đó, nó được triển khai bằng các điều khoản đạo đức mà bất kỳ ai sống với nó sẽ được bảo hộ và dẫn đến sự an bình, hạnh phúc ở trong cuộc đời. Ở đây Đức Phật khuyên là hãy nương tựa, cung kính và tuân thủ pháp và luật. Chủ nghĩa thần tượng cá nhân không được Đức Phật khích lệ, vì Đức Phật thấy rất rõ cái nguy cơ của những sự sụp đổ trên chủ nghĩa thần tượng rất cao. Bất kỳ ai dù là một thần tượng điểu mẫu hay là người vương tới thần tượng đó, sống đúng theo luật và pháp của Đức Phật dạy, sẽ đón nhận được sự ủng hộ, hưởng ứng đồng tình của quảng đại quần chúng. Và cho đến lúc nào nếu người ấy không tiếp tục sống phù hợp với pháp và luật thì người ấy có cơ hội đánh mất niềm tin quần chúng. Điều này hoàn toàn đúng với các nhà cầm cân nảy mực các quốc gia. Vừa qua một số nghiên cứu thống kê độc lập đã tại Hoa Kỳ công bố thì cho thấy là mức độ ủng hộ Tổng thống Barack Obama trước khi ông bầu cử là gần đến 100%, khi đắc cử thì khoảng 70%, và bây giờ là cái mức độ đó nó tụt xuống còn có 30% thôi. Nói một cái khác là sự đánh mất niềm tin dần dần của các thành phần trong xã hội, bao gồm các thứ dân đó, ngày càng dâng cao. Bởi vì người ta cứ nghĩ rằng Barack Obama là phép thần của đất nước Mỹ trong thời khủng hoảng tài chính toàn cầu, và cái sự kỳ vọng ở ông lớn nhiều chừng nào thì nó thất vọng sau khi ông lên nắm cương vị lãnh đạo tối cao của Nhà Trắng trong vòng 2 năm qua, nó diễn tiến một cách thích hợp chừng đó. Theo chúng tôi, dầu cho một vị vua hay là một vị tổng thống giỏi cỡ nào như là bậc thánh đi nữa, mà xuống nắm lấy cái vai trò cầm cân nảy mực quốc gia của Hoa Kỳ trong giai đoạn này thì cũng làm chừng đó là thôi, chứ không có thể nào khác hơn được. Bởi vì các cái điều kiện khách quan
cái khủng hoảng của cái cơ chế kinh tế thị trường, khủng hoảng của sự quản trị quốc gia trong các hệ thống kinh tế tự do, cũng như là cái bản chất của kinh tế thị trường đặt trên chứng khoán và bất động sản đó, trong tự thân của nó đã có rất nhiều vấn đề. Là luật pháp cho phép như thế, bảo hộ đó. Vì đó chính quyền của Tổng thống Obama phải gặp rất nhiều khó khăn trong vấn đề thuyết phục làm sao để cho Hạ viện thông qua cái chính sách cải cách bằng cách là có sự can thiệp trực tiếp của chính quyền trong hệ thống chứng khoán, mà trước đây nó gần như là một sự tự do ở mức độ tối cao. Mười ngày trước đó thì báo chí còn đưa tin một sự kiện kinh hoàng mới với hai giả thuyết. Giả thuyết một là có một sự trục trặc về việc nhập dữ liệu trong hệ thống chứng khoán tự do, cho nên nó đã làm cho đất nước Hoa Kỳ mất đi khoảng vài chục nghìn tỷ. Và do vậy trong tương lai gần, Hoa Kỳ phải đối diện với một cái khủng hoảng mới của tài chính toàn cầu. Và cái cơ hội phục hồi từ việc những gói trợ cấp được xem như là không thành công lắm. Giả thuyết hai, tức là có những sự chê khăm, nhập những dữ liệu giả, và do vậy đó cái khủng hoảng tài chính toàn cầu sẽ có thể tiếp tục diễn ra. Dầu giả thuyết nào đi nữa thì ta thấy cái nền chứng khoán của toàn cầu đặt trên nền tảng của chứng khoán Mỹ đó đang phải đối diện với rất nhiều các thách thức. Cho nên có thánh, thần, tiên, Phật gì xuống thì tình huống nó cũng như thế thôi, chứ không giải quyết được. Bởi vì đó là nhân duyên và nhân quả. Ở trong quốc gia Mỹ cũng như là toàn thế giới, những nước ảnh hưởng trực tiếp hay gián tiếp từ nền kinh tế G7, G8 và rộng hơn nữa là G20. Tuân thủ, cung kính và nương tựa vào luật được hiểu rất rõ là luật phải giám sát hết tất cả mọi hoạt động của mọi thành phần trong xã hội thôi. Và đây chính là thước đo để tạo ra cái công bằng xã hội mức độ cao nhất. Các nước xã hội chủ nghĩa thường có những học thuyết tố cáo tư bản ở chỗ là tạo ra quá nhiều các ưu tiên cho các đại gia tư bản, mà vốn họ nắm cái phần thị phần quá lớn ở trong một quốc gia và toàn cầu. Cho nên chính sách bao giờ cũng tạo ra cái tính đặc quyền đặt lại cho họ, và không đó thì trong các cái cuộc vận động bầu cử thì không có người ủng hộ, kinh phí làm sao có thể thắng cử để trở thành là người nắm chủ quyền mới trong một giai đoạn lịch sử nào đó. Các nhà tư bản thì tố cáo các quốc gia xã hội chủ nghĩa là siết chặt quá mức, dẫn đến cái sự mất đi cái sự thăng bằng về nhân quyền hay là cái bình đẳng về luật pháp, cho nên không tạo được cái cơ hội bình đẳng trước pháp luật để mọi thành phần có thể tham gia đóng góp phát triển đất nước. Cáo buộc nào nó cũng có những cái cơ sở và lý lẽ của nó, còn tính đúng và sai trong các pháp buộc đòi hỏi đến các nghiên cứu nghiêm túc hơn. Và ở đây chúng ta không bận tâm đào sâu vào các vấn đề đó. Ý chúng tôi chỉ muốn nói như thế này là bất cứ một quốc gia nào, theo chính thể nào, mà nếu không dựa vào hệ thống luật pháp hoàn chỉnh thì đất nước đó đó sau một thời gian phát triển có thể dẫn đến những tình trạng khủng hoảng. Và để giải quyết khủng hoảng đó phải mất rất nhiều thời gian, và hậu quả của nó khó lường trước được lắm. Để đó ở các quốc gia vẫn còn có những chính sách ưu tiên cho các giới chức cầm quyền đại mực, và hầu như là luật pháp vẫn chưa dám sờ gáy rơ cổ vào những cái thành phần như thế so với những quốc gia có nền dân chủ tiên tiến ở mức độ cao. Chẳng hạn như Hoa Kỳ, con cái hay là quan chức chính phủ mà nếu có một cái sơ suất nào đó sai với luật pháp thì bị giới truyền thông đó khai thác một cách triệt để hơn, và họ đánh mạnh bạo hơn. Và do đó đó, bỏ một sơ suất nhỏ nhỏ có thể dẫn đến nhiều hậu quả lớn. Ví dụ như khi Bush vừa đắc cử nhiệm kỳ thứ nhất làm tổng thống Hoa Kỳ thì tin tức đã đưa là con gái của Bush sử dụng ma túy và uống rượu trong lúc lái xe.
Khi Barack Obama chuẩn bị nắm cương vị mới của tòa Nhà Trắng thì người ta đã phanh phui vì của Barack Obama là cư trú bất hợp pháp tại đất nước này. Và nhờ cái sự can thiệp của các nhà báo nghiên cứu đó, thì cái việc mà áp dụng luật và tuân thủ vào luật đó, gần như đã được thực hiện ở mức độ cao hơn. Mấy năm trở lại đây đó, thì ta thấy báo chí Việt Nam bắt đầu nhập cuộc ở mức độ tương đối, phanh phui các vụ tham nhũng, rồi phân tích và đưa tin những sự kiện mà các giới chức là không làm đúng cái nguyên tắc luật và pháp. Nhờ đó cái công bằng xã hội ngày càng được phát triển. Trung Quốc trong vòng 2 năm qua thì ta thấy đã trừng phạt trên 4.000 quan tham cấp trung ương và mấy chục ngàn quan tham cấp địa phương. Và có nhiều cái vụ án đó dẫn đến tình trạng là tử hình hay là chung thân. Trước cái sự càn quét bằng luật pháp nghiêm minh như thế đó, thì báo chí cũng đưa tin đó là rất nhiều quan tham đã bỏ trốn sang nước ngoài bằng hai phương pháp. Thứ nhất là tham nhũng thật là lớn, trước khi cái vụ tham nhũng lớn bị bại lộ thì họ đã chuyển tiền sang các ngân hàng quốc tế mua nhà và cho vợ con mình định cư vĩnh viễn, rồi sau đó trong một cái chuyến đi công tác tìm những lý do và ở lại luôn. Tình huống thứ hai đó là sau khi bị phanh phui không còn chỗ để dung thân thì họ bằng những con đường ngoại giao và đút lót có mặt ở nước ngoài và không trở về nữa. Trong số đó có một số người bị dẫn độ về Trung Quốc. Cho nên khi áp dụng luật và pháp một cách nghiêm minh đó, thì các hình thái tham nhũng và làm sai luật pháp sẽ không còn chỗ dung thân nữa. Thì lúc đó đất nước sẽ có cơ hội được phát triển ở mức độ khá cao. Điều này đã được Đức Phật đề cập rất rõ trong kinh Chuyển Luân Thánh Vương Tu Hành rồi. Kế đến thầy Đức Phật, một vị vua được gọi là anh minh đó, cần phải chăm sóc và dạy dỗ các dương tử, tức là những người kế ngôi vua hay là làm những vai trò quan trọng ở trong một triều đình, cũng như là quan đại thần và trăm quan khác và các thứ dân bằng pháp luật. Đức Phật nói rất rõ chăm sóc và dạy dỗ, chứ phải là hễ ai còn cho cha đều nắm vững luật và sống với luật đâu. Phải dạy họ, hướng dẫn họ bằng những trường quy đàng hoàng. Đức là Lai Lạt Ma của Phật giáo Tây Tạng trải qua 14 đề. Đề nào cũng vậy, khi được phục hồi danh vị là lãnh đạo tối cao về tinh thần của Phật giáo thì các vị hậu thân của Đạt Lai Lạt Ma đều phải học rất nhiều thứ. Thứ nhất là nội điển, tức là nắm vững kinh luật luận và các nghệ thuật hoàng pháp để độ sinh. Thứ hai là được huấn luyện về chính trị, là bởi vì các vị Đạt Lạt Ma đồng thời cũng là quốc vương của Tây Tạng. Và thứ ba là học về 10 dương tử pháp, cũng như là những lời dạy của Đức Phật về nghệ thuật quản trị quốc gia. Thứ tư là học về triết học, rồi xã hội học và nhiều lĩnh vực liên quan. Như vì thế mà các vị Đạt Lai Lạt Ma đóng một vai trò rất quan trọng trong vấn đề đưa quốc gia ngày càng được phát triển. Do đó những nhà cầm cân nấy mực mà không được huấn luyện về luật, không được giáo dục về luật thì chắc chắn rằng không thể mang lại lợi lạc cho quảng đại quần chúng được. Và tất cả mọi người dân cũng như thế. Ta thấy phần lớn các quốc gia đó, khi mà đưa ra một cái dự luật mới thì phần lớn chỉ có thảo luận ở trong quốc hội thôi. Hoặc là nếu công bố đó thì công bố trên một vài tờ báo, ví dụ như là Dân Dân, rồi An Ninh Thế Giới hay là Pháp Luật ở mức độ tương đối. Trong đó Đức Phật dạy là cần phải dạy dỗ và chăm sóc thứ dân cũng như là quan chức bằng luật, tức là phải triển khai ứng dụng. Bây giờ cái công nghệ in nó trở thành là quá phổ biến rồi, thì mỗi một cái bộ luật như thế bắt buộc các người dân cần phải có, không phải là chuyện khó khăn lắm. Và nếu như người dân mà không biết các luật lệ này và các quan chức cũng không hề được đào luyện về nó, thì khi mà vi phạm những điều khoản
vốn có hay là được bổ sung, thì rõ ràng đến lúc đó mới cảm thấy là ân hận và nỗi tiếc, thì chuyện đã lỡ lạc lắm rồi. Còn nếu như chúng ta trước khi cho ứng dụng đó, thì bắt buộc ai cũng phải có bộ luật đó, thì triển khai ở từng hộ rồi từng làng xã, chắc chắn rằng là cái điều kiện dẫn đến những cái hiện tượng vi phạm luật pháp nó sẽ được giảm thiểu ở mức độ khá tốt. Điều kế tiếp, Đức Phật khuyên các vị minh quân á, cần phải hỗ trợ giúp đỡ các nhà tôn giáo chân chính. Trong thời đại của Đức Phật thì các nhà tôn giáo được chia làm hai nhóm: nhóm Sa Môn và nhóm Bà La Môn. Nhóm Bà La Môn là tôn giáo Ấn Độ truyền thống, lấy kinh điển Vệ Đà làm nền tảng và cho rằng có đấng sáng thế được mệnh danh là Phạm Thiên, sản sinh, sáng tạo, sanh ra con người dạng vật và quyết định nhận mạng hạnh phúc khổ đau của mọi loài. Kháng cự và không chấp nhận truyền thống tâm linh đó, các vị Sa Môn gồm có ba trường phái chính. Thứ nhất là các Sa Môn duy vật, đó là những người chủ trương vật chất là nguồn gốc của vũ trụ, họ vẫn tu một cách rất là nghiêm túc và không chấp nhận tôn thờ thượng đế và các thần linh. Trường phái Sa Môn thứ hai là Kỳ Na giáo, ra đời trước đạo Phật khoảng 6 năm do sáng chủ Mahavira lãnh đạo. Và Kỳ Na giáo cho rằng á, là tất cả mọi thứ trên cuộc đời này một phần nữa là số phận an bài, phần nữa còn lại là cho con người định đoạt, cho nên không nên tin một cách tuyệt đối vào kinh điển Vệ Đà. Cho nên ông chủ trương một khuynh hướng mới. Và trường phái Sa Môn thứ ba do Đức Phật Thích Ca sáng lập được mệnh danh là Đạo Phật, là phủ bắp hoàn toàn tính sáng thế của Thượng Đế, cũng như là tính chuyên trách về các lĩnh vực của các thần linh do mê tín và dị đoan mà các tôn giáo đã giao truyền ở trong lịch sử, và phần lớn chủ yếu là để phối hợp và phục vụ cho các chính thể phong kiến lúc bấy giờ. Thưa Đức Phật, nhân quả quyết định hết tất cả mọi thứ trên cuộc đời này, cho nên con người phải có trách nhiệm làm chủ vận mệnh của mình và làm hỗ trợ cho người thân làm chủ vận mệnh của họ. Ở đây Đức Phật khuyên là các nhà cầm cân nảy mực phải hỗ trợ tích cực cho các nhà tôn giáo chân chính và tạo một sự đại đoàn kết bình đẳng giữa các tôn giáo theo luật, chứ không có ủng hộ một quốc gia nào đó, trong khi đó là hạn chế một cách tối đa các cái tôn giáo nhỏ ở trong một nước. Bởi vì sự bất bình đẳng trong chính sách tôn giáo sẽ có thể dẫn đến nhiều rối loạn và bất an. Thái Lan có trên 95% dân số là Phật tử tuần thành. Và năm 2008 và 2012 đó, khi điều chỉnh hiến pháp mới, Đức vua Bhumibol đã quyết định cho ông Abhisit làm thủ tướng sau cái biến cố chính trị lật đổ cựu thủ tướng Thaksin. Hiến pháp đó đã được cách tăng và rất nhiều chư tăng cũng như là Phật tử thường thành đó, xuống đường biểu tình và yêu cầu chính phủ của ông Abhisit cần phải đưa vào trong hiến pháp rằng đạo Phật là quốc giáo của Thái Lan. Sau nhiều lần tranh biện tại quốc hội, cuối cùng điều đó đã không được thể hiện trong hiến pháp. Những người Phật tử thường thành thì cho rằng đó là một sự kiện nuối tiếc, nhưng những người mà hiểu rành về các cái biến cố gần đây tại Thái Lan, đặc biệt là miền Nam Thái Lan đó, thì Hồi giáo đang đòi ly khai và tự trị, thì việc không đưa Phật giáo vào quốc giáo trong hiến pháp là một điều rất là khôn ngoan. Nếu còn khéo đó thì cái biến động mâu thuẫn chính trị giữa Hồi giáo đòi tự trị tại Việt Nam đối với chính thể có nguồn gốc là Đạo Phật này, nó sẽ dẫn đến cái tình trạng mà trong tương lai nó có thể gần giống như là nước Tích Lan, một cái đạo quốc nhỏ bé mà lại có cuộc nội chiến mấy chục năm giành quyền tự trị của Hổ Ta Minh gốc Hồi giáo. Ủng hộ các nhà tôn giáo chân chính để hiểu đồng nghĩa là tạo điều kiện để cho các hoạt động tôn giáo chân chính được đóng góp cho cuộc đời và xã hội nói chung.
Đất nước Việt Nam trong vòng 35 năm qua đó, chắc ra nó cũng có những giai đoạn mà cái nhận thức như thế đó chưa được thừa nhận một cách công khai. Và cũng đã từng có giai đoạn cho rằng tôn giáo là thuốc phiện của quần chúng, dẫn đến cái chính sách mà gần như biến tôn giáo trở thành một cái lực lượng đối kháng. Và do vậy các cái phong trào đối kháng của tôn giáo trong nước kể từ sau năm 75 cho đến năm 87 là khá nhiều. Và các lãnh tụ tôn giáo bị cầm tù do vì vi phạm hiến pháp và luật hình sự chống nhà nước không phải là ít. Nếu mà cái chính sách xem tôn giáo là một lực lượng xã hội và quản trị tốt về tôn giáo sẽ giúp cho tôn giáo có thể đóng góp cho nhà nước thì có lẽ là chúng ta không gặp một cái giai đoạn mười mấy năm đối kháng, từ đó là căng thẳng. Mà mười mấy năm trở lại đây đó thì cái chính sách đó đã được thay đổi rồi, và Phật giáo trở thành một cái vai trò mới, đóng góp một cách năng động và tích cực hơn. Thì nếu như sau năm 75 mà ta áp dụng liền cái chính sách đó đó thì có lẽ là nó không có nhiều sự hiểu lầm. Mà cho đến bây giờ sau 35 năm độc lập thống nhất đất nước rồi, nhưng mà lòng người vẫn chưa hòa hợp với nhau, trong và ngoài nước vẫn còn sự ly tán, và ngay cả trong nước vẫn còn một số các phần tử nhỏ nghĩ rằng là họ là lực lượng bất đồng với chính phủ dưới nhiều góc độ khác nhau. Và đây là một cái sự kiện rất là đáng nuối tiếc. Đức Phật dạy là trong nước có bất cứ một hệ thống luật pháp nào do các tiên đế đã xác định và ban hành thì đừng vì những lý do không thích cái chế độ trước đó mà ta hủy hoại nó hay là thay đổi nó. Đây là lời dạy vô cùng sâu sắc. Lịch sử của Việt Nam và Trung Hoa rơi vào cái cực đoan này. Các vị vua triều đại sau thường xóa sổ vua của chế độ trước, và hầu như là hệ thống hành chính giàu rất hay của những người đi trước đó, hầu như ta không muốn dựng lại, giữ lại để cho phần lớn các quốc dân không còn có cơ hội hoài vọng về và chính thể đã qua. Rồi từ đó mà chúng ta phải gây dựng lại từ con số zero, cho nên mất rất nhiều công sức mà hiệu quả không cao. Sau năm 75 thì chính sách của nhà nước hiện hành đó, nó là gộp nhiều tỉnh thành lại, số lượng đơn vị hành chính tỉnh thành có vẻ ít hơn nhưng hiệu quả quản lý không cao, và bây giờ phải tách lại giống như trước năm 75. Cái cơ chế hành chính của Việt Nam Cộng Hòa lúc đó nó cũng có những điều hay, đặc biệt là về giáo dục và an sinh xã hội. Thì sau năm 75 chúng ta đã không có cơ hội để sử dụng nó, cho nên gần như ta gặp rất nhiều khó khăn. Bên cạnh thù trong giặc ngoài, nhất là cái chính sách cấm vận của Hoa Kỳ đã làm cho đất nước Việt Nam đã mất đến nhiều chục năm điêu đứng. Từ đó đã dẫn đến cái làn sóng gọi là vượt biên bằng nhiều phương tiện khác nhau. Đó là một nỗi đau của lịch sử Việt Nam. Các đường bay, đường xe lửa, những cái trạm xe buýt liên tỉnh trước năm 75 đã bị bỏ quên. Và cho đến khoảng chừng 3-4 năm trở lại đây chúng ta mới tái thiết lập lại các đường bay, đường xe lửa, rồi các cái trạm xe lớn liên tỉnh. Đó là một dấu hiệu rất đáng mừng. Cho nên việc thay thế một chính thể đó, theo Đức Phật không nên là sự xóa sổ những gì đã có trước. Cái gì hay thì ta giữ lại, cái gì dở ta loại trừ đi, thì ta đỡ tốn rất nhiều thời gian và công sức để tạo dựng ra những cái mới. Mà tính tham khảo của cái cũ đôi lúc nó có một ý nghĩa rất lớn cho chính thể hiện hành. Vua A Xà Thế sau khi xóa ngôi cha đó, thì ông không muốn cái hình ảnh của vua cha có mặt ở trong người dân nữa. Ông xóa hết tất cả những cái gì mà mang tên Tăng Bà Sa La. Cái thành mà ông cho xây dựng này mang tên là thành A Xà Thế. Cái con đường nào quan trọng ông làm thì ông đặt tên là đường A Xà Thế. Những cái công trình mới cũng như thế. Cái đó là một cái cực đoan. Thì luật pháp là của chung chứ không phải luật pháp là của một chính thể. Áp dụng luật pháp chân chính là để quản trị một quốc gia ngày càng tiến bộ hơn, chứ không phải là dành cho một vị vua hay là một người, một nhóm cầm quyền ở mức nào. Cái nhìn của Đức Phật rất là sâu sắc, và Ngài cho rằng là nếu một vị vua minh quân nào áp dụng được như thế thì người ấy được gọi là một chuyển lương thánh vương. Trong thuật ngữ Phật học, chuyển lương thánh vương được hiểu theo hai nghĩa. Thứ nhất là một vị vua
có công thống nhất giang sơn về một mối, tạo ra cái tính độc lập chủ quyền để phát triển bền vững trong thời bình. Thì nước nào mà có nội chiến nhiều quá như là Việt Nam thì không thể nào người dân được cơm no áo ấm được, đất nước được phát triển. Nghĩa thứ hai, Chuyển Luân Thánh Vương là một vị anh quân áp dụng luật để biến quốc gia đó trở thành một nhà nước pháp quyền, tôn trọng và bảo hộ được sự bình đẳng luật pháp và dân quyền ở mức độ cao nhất. Sau đó vua Kiên Cố Niệm dạy với các hoàng tử của ông như thế này: đối với các tiểu vương, ta áp dụng cho những quốc gia liên bang, hoặc hiểu ở mức độ nhỏ hơn á là nhiều tỉnh thành, thì một vị chủ lĩnh thánh vương phải có thái độ như thế này: này các chư hiền, các vị hãy nên lấy pháp mà trị dân, chớ làm cho thiên lệch, không để cho trong nước có các hành vi vi phạm luật pháp dầu dưới bất kỳ hình thức nào. Tức là các vị tiểu vương thuộc những nước cộng hòa liên bang, hay là thị trưởng, tỉnh trưởng của các tỉnh thành ở trong một nước gồm nhiều tỉnh thành, mà nếu không khích lệ và buộc tất cả những người dân sống tuân thủ luật pháp thì chắc chắn rằng là trong nước sẽ có nhiều loạn lạc, nhà tù sẽ mọc lên nhiều, các cái khủng hoảng xã hội sẽ có mặt khắp mọi nơi mọi chốn, sự an bình hạnh phúc sẽ bị mất đi và đất nước lâm vào cái khủng hoảng bế tắc rất lớn về chính trị cũng như là về giáo dục, về đạo đức và các phương diện khác. Do đó các thành phần cầm răng để mực ở cấp trung ương cũng như là cấp địa phương đều phải tuân thủ và tôn trọng luật pháp. Sau khi dạy xong về cái quy chuẩn và một vị vua cần phải áp dụng, Đức Phật kết luận như thế này: bất cứ ai tự chuyên trị nước không theo pháp luật cũ, chánh trị bất công thì sẽ khiến cho thiên hạ quán thán, quốc độ bị tổn giảm, nhân dân bị điêu đứng. Cái câu kết luận của Đức Phật rất là sâu sắc. Hướng đến một nhà nước pháp quyền là sự cam kết của đất nước Việt Nam trong giai đoạn toàn cầu hóa. Và khi ta thực hiện được một nhà nước pháp quyền ở mức độ cao nhất thì các hình thái bắt cầu không còn nữa, khác hoàn toàn với sự gọi là quản trị chuyên chính mà vốn có thể có những cái khuynh hướng là độc đoán và cực đoan, hay là chuyên quyền áp đặt. Cho nên là nhà nước pháp quyền vẫn bao giờ cũng được xem như là một nhà nước tôn trọng dân, vì dân và lo cho dân. Nhà nước pháp quyền bao giờ cũng được xem là một nhà nước quy chuẩn ở mức độ cao nhất mà các quốc gia tiên tiến trên thế giới đang hướng về. Cho nên tự chuyên trị nước theo tư kiến sẽ không thể làm cho đất nước được phát triển. Và nếu ta hủy bỏ các luật pháp cũ có giá trị tốt thì nó cũng là một cái lỗ hổng lớn, dẫn đến những hình thái bất công về chính trị và xã hội nói chung, thì chắc chắn rằng là dân sẽ không thể nào phục được. Mà khi dân không phục rồi thì dân có thể biểu tình hoặc là có những hình thái kháng cự chống lại chính phủ hiện hành ở một quốc gia nào đó. Trong thời gian 2 tháng vừa qua, nếu theo dõi truyền thông thì ta thấy Thái Lan đang đối diện với khủng hoảng chính trị rất nghiêm trọng. Và cuộc đụng độ giữa lực lượng quân đội của chính phủ Thủ tướng Abhisit với lực lượng biểu tình áo đỏ thuộc các tầng lớp người nông dân ở Thái Lan đã làm cho 100+ người mất mạng và trên 1.000 người bị thương nghiêm trọng. Và cái cơ hội lao thang trong cái cuộc khủng hoảng này càng cao. Người dân tha quán trong tình huống này là gì? Người ta làm một cái cuộc so sánh nhỏ.
là trong giai đoạn ông Thạc Sĩ làm thủ tướng đó, từ năm 1900 năm 2001 cho đến năm 2006, thì công ăn việc làm của người dân được đảm bảo, nền kinh tế ngày càng được phát triển và hạnh phúc gia đình của họ được đảm bảo ở mức độ tương đối. Nhưng sau khi Thạc Sỉn bị lật đổ vào năm 2006 đó, thì chính trị của Thái Lan bị bất ổn và sau đó là đối diện với cái khủng hoảng tài chính toàn cầu. Cho nên hai ba đời thủ tướng đã được thay mà cũng không cứu vãn được gì so với cái bế tắc đang diễn ra tại Thái Lan. Và là những người nông dân thì không cần biết chính phủ nào là liêm chính, là bình đẳng về chính trị, lo cho dân hay không. Người ta chỉ cần coi trong đời sống thực tế cái quyền lợi của họ có được đảm bảo và được tôn trọng mức độ tối đa hay không. Và khi so sánh như thế thì ta không còn niềm tin với chính phủ của ông Abcid, mặc dầu giới trí thức đại diện của họ là nhóm áo vàng đó đánh giá ông rất là cao. Nhưng hiện nay ông đang mất dần niềm tin vì mất cái quyền kiểm soát về do nhóm áo đỏ biểu tình quá gay gắt trong vòng 2 tháng vừa qua. Chính phủ Abcid đã cáo buộc Thạc Sỉn đã lợi dụng cái quyền lực của mình để tham nhũng và tạo ra một cái khoản lời rất lớn, dẫn đến cái tài khoản trong ngân hàng của ông trong nước là 1 tỷ 6 đô la Hoa Kỳ. Còn việc đó có thật hay không thì chúng ta chưa có thể kết luận được, chưa biết được. Vấn đề người dân tiếp tục biểu tình vì họ cho rằng là chính phủ hiện hành của Thái Lan trong cái đợt bầu cử cũng đã gian lận và không có tuân thủ theo luật bầu cử, cho nên là tiếp nhận tiền phi pháp. Và do vậy nếu chứng minh đó là sự thật đó, thì đảng của Thủ tướng Abcid sẽ phải bị giải thể trong vòng vài tháng tới và bị cấm quyền tham gia chính trị trong vòng 5 năm. Cho nên điều đó nó dẫn đến cái sự là mất tín nhiệm. Và do vậy tại Thái Lan hiện nay chưa có một chính trị gia nào được xem là sáng giá để tạo được cái niềm tin khôi phục lại những gì đã mất trong đất nước này. Thái Lan chữ đen có nghĩa là đất nước của những nụ cười, bây giờ không còn là nụ cười nữa mà toàn là những lời tha hoáng, căng thẳng, khổ đau, khủng hoảng và bạo lực. Đó là một nỗi đau chung cho những người con Phật. Nói một cái khác, theo Đức Phật, chính sách nào mà hợp lòng dân, vì quyền lợi cho dân, dẫn đến sự phát triển đất nước một cách bền vững để nhân dân được hạnh phúc, thì chính sách đó mới được duy trì và được người dân ủng hộ. Còn mà không đó, thì họ có thể biểu tình bất cứ lúc nào. Sau đó Đức Phật đề cập đến vấn đề ăn dân. Ngài dạy rằng các vị cầm cái nếp mực phải lưu tâm 3 điều. Thứ nhất là giới quan chức chính phủ cần phải tham vấn các bậc thông tuệ về pháp và luật, nhất là pháp chính trị của các bậc tiên vương để duy trì pháp nước một cách vững bền. Ở đây ta thấy rất rõ, theo Đức Phật không có gì là xấu hổ mặc cảm khi mình phải đi tư vấn các nhà hiền triết về thuật quản trị một quốc gia. Tại vì có nhiều nhà hiền triết giỏi về lĩnh vực đó nhưng họ không thích tham gia quản trị quốc gia, hoặc là họ cũng không có cái năng lực để quản trị nhưng họ có kiến thức để quản trị. Còn các nhà quản trị quốc gia đó thì giỏi về quản trị, nhưng nếu kiến thức lý thuyết về quản trị mà không có đó thì sự quản trị đó sẽ không được lâu bền. Cho nên phải học về lý thuyết, tìm kiếm những bậc anh tài để cho ta học hỏi. Và do vậy các vị quy tụ quốc gia cần phải có các cố vấn. Hoa Kỳ là một quốc gia điển mẫu về lĩnh vực này. Còn cố vấn về chính trị, cố vấn giáo dục, cố vấn quân sự, rồi cố vấn kinh tế, cố vấn ngoại giao, rồi cố vấn tôn giáo, thậm chí cố vấn từng quốc gia nữa. Tổng thống Hoa Kỳ là có nhiều cố vấn nhất. Bởi vì họ là những chuyên gia về các lĩnh vực đó, nên có sự tham khảo, nghiên cứu của họ, tư vấn đúng trong những tình huống đó, thì các vị quốc vương hay là tổng thống, chủ tịch nước, thủ tướng đó sẽ dễ dàng dẫn đến sự thành công trong các chính sách cách tân hay là phát triển của mình. Còn cho mình là số 1, không có nhu cầu tư vấn bất kỳ ai khác đó, thì có thể dẫn đến nhiều sự chủ quan, thậm chí có thể dẫn đến chủ nghĩa phát xít cũ hay là mới. Điều thứ hai, theo Đức Phật, chính sách an sinh xã hội phải được đề cao. Và Ngài hướng dẫn một cách cụ thể thế này: đối với những người cơ nhỡ đó thì phải có chính sách chẩn tế,
và chẩn bằng. Chẩn tế đó là giúp đỡ mang tính thầy phụ, ví dụ nhân những cái dịp lễ lớn của một quốc gia như là độc lập rồi quốc khánh, những cái lễ tiết quan trọng thì chính sách chẩn tế phải hỗ trợ. Còn chẩn bằng á, nó là một cái chương trình an sinh xã hội lâu dài, mà theo Đức Phật á, ai thất nghiệp thì phải tạo công ăn việc làm và cam kết cơ hội nghề nghiệp cho họ. Ai thiếu công cụ sản xuất thì hỗ trợ vay vốn và giúp cho họ có các công cụ sản xuất để tham gia. Và ai không có kiến thức nghề nghiệp á, thì phải tổ chức hướng nghiệp để giúp cho họ có thể có một đời sống bình ổn và không bị lệ thuộc và trở thành là các dây tùm rễ cho xã hội, nuôi nắng và chăm sóc họ một cách lâu dài. Thầy Đức Phật, nếu vị quốc vương nào áp dụng được chính sách an sinh như thế thì nạn đạo tặc, bạo lực và giết hại sẽ giảm thiểu một cách tối đa. Ở đây Đức Phật muốn ngầm ám chỉ rằng cái đời sống kinh tế xã hội mà không được đảm bảo đó thì chắc chắn nó tự động phát sinh ra các cái hiện tượng trộm cắp, lừa đảo, bạo lực, bạo loạn và các cái hình thái khủng hoảng xã hội. Thì bởi vì cái tính cách tương tác đa chiều cho xã hội nó diễn ra như thế là điều khó có thể tránh khỏi. Điều thứ ba sâu sắc hơn, Đức Phật yêu cầu các vị chuyển lực Thế Vương phải lưu tâm một điều. Theo Ngài đó, khi mà mình hỗ trợ chính sách an sinh xã hội quá nhiều đó thì sẽ có rất nhiều phần tử lười biếng hoặc là lợi dụng để sống nhỡ nhơ và không phải làm gì hết mà vẫn có thể tồn tại qua ngày. Đức Phật nêu ra rất nhiều tình huống, ví dụ như khi một người nào đó bị bắt do tội trộm cắp trái với luật pháp thì điều đầu tiên theo Đức Phật là phải truy tìm cái nguyên do và động cơ. Nếu nguyên do và động cơ là vì nghèo, vì hiếu thảo mà nghề nghiệp không ổn định, không còn cách nào khác là dẫn đến cái tình trạng mưu sinh như thế, thì tội bị trừng phạt trong tình huống này là nhẹ hơn. Còn những người không phải vì những cái động cơ như thế đó thì tội sẽ nặng hơn để làm gương. Nhưng Đức Phật nói chắc chắn sẽ có những kẻ lợi dụng vào chính sách khoan hồng này hoặc là giảm án nhẹ này để chứng minh rằng mình là người không có tội nặng. Cho nên Đức Phật khuyên là sau khi lấy những lời khai phải cho cử người xuống địa phương đến từng nhà để khảo sát hoàn cảnh và các nguyên nhân động cơ, coi họ phạm pháp là như thế nào, để có những cái khung hình phạt thích đáng, chứ không phải tình huống nào cũng ứng xử giống như nhau. Đức Phật rất sâu sắc về việc ấy. Và khi hỏi nếu phát hiện ra những kẻ lợi dụng chính sách an sinh xã hội thì phải xử lý thế nào, thì Đức Phật quy thế này. Thứ nhất, những kẻ nào lợi dụng chính sách an sinh xã hội đó, khi bị phát hiện thì phải bêu xấu họ trước cộng đồng. Mà hình thái ngày xưa là như thế này, tức là dẫn họ đi ra ngoài đường, tập hợp quần chúng lại công bố rằng đây là kẻ lợi dụng vào chính sách an sinh để qua mặt luật pháp và sống nhẫn nhơ ngoài vòng luật pháp. Cái mắc cỡ về xã hội, tức là dẫn đến một cái tòa án xã hội về lương tâm, sẽ làm cho những người này tởn thần mà không dám làm trong tương lai. Và điều đó nó cũng tạo ra một cái bài học tham khảo ở những người lợi dụng tương tự không dám vi phạm vào. Và nặng hơn nữa là có những khung hình phạt nghiêm khắc hơn. Hoa Kỳ và những quốc gia phát triển mạnh về kinh tế đang phải đối diện với cái mặt trái của chính sách an sinh xã hội. Rất nhiều cư dân nhập cư vào Hoa Kỳ và nhiều nước mạnh về kinh tế đó đã lợi dụng vào chính sách an sinh xã hội này để giải quyết nợ cho họ. Ví dụ như họ có nghề nhưng mà họ vẫn kê khai là thất nghiệp, rồi ăn tiền trợ cấp một tháng khoảng là 1.000 đô. Thậm chí có nhiều người Việt Nam là đăng ký thất nghiệp ở 4-5 bang khác nhau và mỗi lần lãnh lương thất nghiệp họ đi bằng máy bay vì Hoa Kỳ không có chứng minh nhân dân, không có sử dụng các hình thái dán hình ở trên các giấy tờ. Và kể từ khi phát hiện như thế này rồi, người ta áp dụng hình ở trên bằng lái xe để hạn chế một cách tối đa những cái hình thái lợi dụng. Rồi có người không phải là làm một ngày một ca mà làm một ngày là 3 ca,
ăn tiền thất nghiệp mà làm 3 ca, thì ta thấy giống như một tháng giờ họ có 4 đầu lương, thì trong vòng 5 năm là họ trả đứt căn nhà rồi. Nên là những người da màu ở trên Hoa Kỳ đó là có nhà cửa trong vòng 10 mấy 20 năm lập nghiệp, đôi lúc nó nhiều hơn các cư dân mới của bản địa đó. Cho nên nó dẫn đến những cái tình trạng gọi là phân biệt đối xử giữa những người khác màu da. Dầu luật pháp nghiêm cấm chuyện đó, nhưng mà chuyện đó đã từng diễn ra ở khắp nơi trên hành tinh này. Cho nên là cái hệ thống tốt cỡ nào đi nữa vẫn có những kẻ lợi dụng. Mục đích của hệ thống an sinh họ là để làm gì? Là để ngăn chặn những cái tình trạng đạo tặc, bạo động, rồi giết người, vân vân, hoặc là buôn bán vũ khí, ma túy, xì ke, xã hội đen do vì nghèo quá mà ra. Nhưng khi mà áp dụng chính sách đó một cách quá tốt đó, thì nhiều người không muốn làm nữa. Bởi vì tháng lương họ cũng có được 700-800 đô, trong đó người làm lương trung bình á cũng có 1.000-2.300 thôi, và người thất nghiệp lại được miễn nhiều cơ hội khác nữa, ví dụ như không phải đóng thuế, con em được học là miễn phí, vân vân, cái quyền lợi còn nhiều hơn là những người đi làm nghiêm túc nữa. Cho nên á, thà là thất giàu hay là thất nghèo như là dạng thất nghiệp thì miễn được rất nhiều các cái dạng thuế má, còn mà khá khá lửng lửng trong cái chế độ Hoa Kỳ và nhiều nước phương Tây là khổ lắm. Lúc nào nó cũng có cái hay và cái dở của nó. Cho nên Đức Phật đã thấy rõ cái việc lợi dụng, cho nên Ngài yêu cầu các vị quốc vương cần phải có những cái khung hình phạt thích đáng để cho họ sợ mà không dám làm. Đối với giới tôn giáo, đặc biệt là những người tu học Phật, thì Đức Phật khuyên các vị xuất gia như thế này. Thứ nhất là phải giúp dân bỏ các điều ác, làm các điều lành, giữ tâm ý trong sạch để họ đạt được 5 lợi ích hạnh phúc như sau: thọ mạng lâu dài, nhan sắc tươi nhuận, an ổn khoái lạc, tài bảo phong hanh và oai lực đầy đủ. Đó là 5 phước báo hiện tiền, không phải chờ sau khi chết mới đạt được. Nếu các nhà đạo đức và tôn giáo đó, hỗ trợ cho các tín đồ và các Phật tử làm được việc đó một cách nghiêm túc, tức là ngoài với việc khuyên người dân phải trung thành với quốc gia, biết ơn quốc gia, sẵn sàng hy sinh cho độc lập chủ quyền của dân tộc, rồi góp phần với cam kết phát triển quốc gia bằng cách là tuân thủ các luật pháp như là luật pháp đã quy định, thì các nhà tôn giáo và đặc biệt là các nhà Phật học cần phải giúp cho người dân phát triển được 5 phương diện phước báo như vừa nêu. Thứ nhất là thọ mạng. Tại Đức Phật, thọ mạng quan trọng nhất là chuyển hóa tâm ý thức, sống trong trạng thái định tâm. Là bởi vì cứ mỗi một cái tư duy của chúng ta sẽ tạo ra sự nhiễu loạn cái trường sinh học của hành tinh và trường sinh học của mọi người. Nếu đó là một cái tư duy tham lam, này là quy phạm luật pháp á, thì cái sự nhiễu sóng trường sinh học ở toàn cầu này nó làm cho đời sống nó trở nên bất ổn. Sân hận cũng thế, si mê cũng thế. Trong khi đó tu định thì ta có cơ hội làm chủ được dòng cảm xúc, làm chủ được thái độ, nhận thức, và do vậy dẫn đến làm chủ được các hành vi. Vì đó hành vi chúng ta bao giờ cũng phù hợp với luật pháp, đạo đức và an vui hạnh phúc trong cuộc đời. Cho đó Đức Phật xác định rằng là ngoài những cái phương pháp như là ngủ, nghỉ, làm việc, ăn uống, rồi thể thao, thích hợp, thì cần phải làm chủ được tâm thì mới có thể có được tuổi thọ. Thứ hai là nhan sắc, tức là sắc đẹp. Theo Đức Phật, mỗi một người Phật tử và mỗi người dân cần phải thực hiện 3 phương diện. Thứ nhất là giữ đời sống đạo đức. Thứ hai là thực hiện các oai nghi tế hạnh. Và thứ ba là sợ các lỗi nhỏ nhặt không dám phạm. Oai nghi và lỗi đó là một phương diện ứng dụng của đạo đức học thôi. Ai sống với đời đạo đức thì người đó tôn trọng luật pháp. Và theo Đức Phật, chỉ cần có được 3 phương diện này, dù người đó có ngoại hình xấu nhưng mà cái thần thái của họ vẫn là đẹp thôi. Tại vì họ không có gì để sợ luật pháp, sợ gái tống giam ở trong ngục tù á, sống đạo đức mà, đúng với mọi cái quy định thì có gì đâu mà sợ. Mà người không sợ hãi đó thì người đó sống rất là bình an.
Cho nên cái thần thái nó thể hiện ra bên ngoài nó nhẹ nhàng, hạnh phúc, ăn vui, và do đó tự động nó làm cho cái thần sắc của họ trở nên là đẹp. Dù là da đen nó cũng đẹp, dù là da màu nó cũng đẹp, dù là da trắng nó lại càng đẹp hơn nữa. Đây là cái điều mà ít thấy được đề cập ở trong bất kỳ một tôn giáo nào hay trong các hệ luật pháp nào. Nhưng mà bây giờ quý vị mà đến chỗ mà giải phẫu thẩm mỹ, người ta nói là muốn đẹp không, cứ đóng tiền vô đây giải phẫu, nâng mũi, rồi chẻ mắt, làm chân mày, làm cho má thì có đúng điều đồng tiền, da thì giải phẫu cho nó trắng hơn, rồi bơm những cái chỗ nào cần thiết, rồi ăn uống thế này thế kia, nâng chiều cao, rồi làm mỡ giảm đi, tạo cơ thể theo những cái hình dáng mà mình muốn đẹp. Đức Phật không quan tâm chuyện đó, mà đẹp bằng đời sống đạo đức. Các quan nghi tế hạnh đó, thực ra nó là sự thực hiện chánh niệm trong các động tác đi đứng nằm ngồi thôi. Và các vị tu sĩ đó, Phật giáo được Đức Phật khích lệ từ lúc mới vào chùa, học ăn, học nói, học gối, học mở dây dây. Việt Nam nó là một phần nhỏ thôi. Còn Đức Phật dạy từ lúc mà mới mở mắt ra nằm trên giường là biết quán tưởng, đến lòng từ bi, đặt chân xuống là tiếp tục học thực hiện lòng từ bi, đi những bước chân đầu tiên cũng là hình từ bi, đi đứng nằm ngồi làm chủ được chính mình, không đi quá nhanh quá chậm, rồi không có giải đãi, rồi không có vừa đi vừa nói, vừa đi vừa đánh đồng đưa, vừa ngồi vừa chép quán ngỗng, vừa ngồi vừa hút thuốc, vừa nói la hét vân vân. Thì tất cả những đó nếu mà mình khắc phục được là tự động con người mình thấy đẹp liền. Cho nên cái nết và dần dần nó cái nết chứ cái đẹp, tức là cái đẹp của cái nết là đẹp hơn cái đẹp thể hình. Ý người Việt Nam là thế, rất là phù hợp với đạo lý nhà Phật. Điều thứ ba là an ổn khoái lạc. Thì khoái lạc này là hạnh phúc đó. Thì theo Đức Phật á, tôn trọng luật, sống hợp với nhân quả là hai điều kiện làm cho chúng ta có đời sống an ổn nhất. Người tuân thủ luật có sợ ai đâu. Giả sử có bị án quan đi nữa rồi cũng thời gian sau được dạ tháo mở. Cách đây 4 hôm các tờ báo lớn đưa tin rất là hoan hỷ rằng là một bác sĩ đã phải mất đến hơn 10 năm để giúp cho 4 chàng trai được minh oan. 4 chàng trai này bị ghép cái tội là hiếp dâm trẻ em vị thành niên. Chứ thực tế là không có. Và bằng cái nghiên cứu y khoa của bà cộng với cái nghiên cứu về võ thuật và đông y thì bà có thể biết là một người nam nào là chưa có quan hệ giới tính. Cho nên từ cái việc mà khám nghiệm những người được gọi là bị can nhờ đến bà giúp đỡ trong giai đoạn đầu đó, bà có một niềm tin rất rõ rằng đây là những người không có phạm luật pháp này. Nhưng lúc đó bà không có đủ bằng chứng. Trải qua cả 10 năm như thế, cuối cùng bà đã phanh phui ra hết mọi bằng chứng và 4 người này đã được thả và không còn cái nỗi hàm oan nữa. Rất nhiều người trong xã hội sống hàm oan cái nào đời trời cũng được minh oan thôi. Cái quan trọng là nếu mình là bị quan đó, thì mình phải tìm cách để tháo mở quan, rồi trong lúc đó ta phải sống một cách bình thản, an vui, hạnh phúc, và đừng có cảm thấy bị xấu hổ vì mình không có làm mà mình phải chịu, dẫn đến những cái sự tuyệt vọng hay tự tử là điều không nên. Phải tin tưởng vì nhân quả là lúc đó, mình phải trả những cái nghiệp mà mình không có làm những kiếp này nhưng mà có thể làm kiếp nào đó. Cái xem như là một cái lực bù trừ đi. Còn cái nhân quả đó có thật hay không chưa quan trọng lắm, nhưng ít ra cái quan niệm đó nó làm cho mình rũ bỏ được những cái căng thẳng và những nỗi đau, và để chờ đến một cái ngày ánh sáng được hiển bày, trắng đen được phân minh, thì tội và không tội được hiểu rõ. Lúc đó ta sẽ được các tờ công báo công bố là bị ăn quan tù quan. Rồi các cái đơn cơ quan pháp lý nhà nước nào mà quan như thế là phải đền bù. Ta được quyền yêu cầu chính phủ đền bù. Đền bù về những cái tổn thất tinh thần, đền bù về sức khỏe, đền bù về nghề nghiệp mà ta bị mất đi trong thời gian qua. Dĩ nhiên ở Việt Nam thì cái mức độ đền bù này nó nhỏ lắm. Còn ở nước ngoài, như là những nước tiên tiến đó, thì đôi lúc ta đòi đền bù đến vài chục triệu đô la thì cũng phải bắt thường thôi, chứ không có cách nào khác. Làm được như thế thì để làm cho cái tính cách trách nhiệm và hạn chế rủi ro trong luật pháp được đảm bảo mức độ khá cao. Còn đối với người xuất gia thì Đức Phật khuyên là phải thực tập 4 thiền để tìm cái niềm vui nội tại, thì sự an ổn đó mới thật sự là lâu dài. Ở đây Đức Phật muốn nói đến cái
cái dòng hạnh phúc vượt khỏi tính điều kiện ở mức độ cao. Điều thứ tư là tài bảo phong diêu, tức là giàu sang phú quý về kinh tế, phương tiện tiện nghi vật chất đủ đầy, sống rất là thoải mái. Thì theo Đức Phật á, cần phải tu từ bi hỷ xả, từ phổ quát cho đến chi tiết, để giải mở những cái kết hận, quan trái, thù hằn giữa mình và người ở hiện đời hay là những đời quá khứ. Tại sao tu từ bi hỷ xả mà lại mình được tài bảo phong diêu? Đó là một câu hỏi lớn. Từ á, là mang lại hạnh phúc. Mà mang lại hạnh phúc thì phải có sự chia sẻ, giúp đỡ, vô ngã vị tha. Bi đó, nhỏ lên nỗi khổ, cũng là một sự dấn thân phụng sự, giúp làm sao cho người ta không còn cái gốc rễ khổ đau nữa. Thì tự động mình có cái phước báo của tài sản đó, nó còn quý hơn là tài sản nữa. Hỷ là niềm vui trong giàu tế, xả là buông bỏ. Mai thực tập buông bỏ nhiều thì người đó lại có cái tánh chia sẻ nhiều, giúp đỡ nhiều, vô ngã nhiều, vị tha nhiều. Và do vậy họ sẽ trở thành là những người giúp đỡ vô điều kiện, giúp đỡ không có vọng cầu, mong cầu cái lợi ích riêng tư hay là cái cầu danh. Cho nên quả phúc sẽ trổ tỷ lệ thuận với cái tâm cao thượng này. Và do đó Đức Phật dạy, ai thực tập trọn vẹn được từ bi hỷ xả thì tài sản rất là phong phú. Đồ Tông thì cho rằng là danh hiệu Phật là có quyền lực lớn, như là danh hiệu Đức Phật A Di Đà. Cho nên tất cả mọi thứ họ tập trung vào danh hiệu của Ngài hết. Là lúc mà nếu không nghiên cứu học hỏi, áp dụng hành trì kinh A Di Đà một cách triệt để và kinh niệm Phật Ba La Mật một cách trọn vẹn đó, thì đã lúc ta chỉ mới thực hiện được một phương diện chánh niệm hay là nhất tâm bất loạn thôi. Còn cái căn lành nhiều, tức là không còn tham sân si, rồi phước báo nhiều, tức là tu dạng thiện công đức, và tạo nhân duyên tốt nhiều, tức là tạo môi trường tốt cho người ta hướng về cái thiện, cái chân, cái mỹ, mà không được đảm bảo thì ta cũng không có đi tới đâu được hết. Vì đó giải quyết mọi vấn đề từ chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, giáo dục, các vấn nạn quốc gia, quốc tế, cộng đồng, gia đình và cá nhân đều nhất nhất phải dựa vào tứ diệu đế, tức là phân tích nguyên nhân, tìm ra giải pháp. Nên ai sống với tứ diệu đế là có quyền lực lớn, có uy tín lớn và thành công hạnh phúc lớn. Các hành giả mật tâm cũng phải như thế, đó là pháp môn trọn vẹn nhất, đầy đủ nhất thôi. Còn thiền, mật tịnh chẳng qua chỉ là hai phương diện chánh niệm và chánh định trong bát chánh đạo. Trong cái triều đại phong kiến thì có thể là vài trăm năm, rồi cũng phải nhường bước lại cho cái chế độ phong kiến khác lên ngôi thay thế thôi. Còn các cái chế độ tư bản hay là cộng sản ngày nay thì cũng lãnh đạo theo nhiệm kỳ. Hoa Kỳ quy định là không ai được quá hai nhiệm kỳ làm tổng thống. Rồi các quốc gia trên thế giới này cũng từ từ hướng đến cái quan điểm như thế thôi. Để một giai đoạn nào đó thì người ta lại quy định chỉ làm được một nhiệm kỳ để tạo cơ hội cho những nhà chính trị khác giỏi lỗi lạc hơn đóng góp cơ hội cho quốc gia. Như vậy là cái tính thời gian hay được gọi là vô thường đó chắc chắn là có. Trong khi đó, để Phật Pháp gắn vào với một hệ thống chính trị và chính thể đó, thì ta đã làm hạn cuộc Phật Pháp rồi. Do đó, khi được hỏi ý kiến, bao giờ chúng tôi cũng đề nghị cái chủ trương của Phật giáo nên là Phật giáo và dân tộc thôi, chứ không cần phải thêm cái giới thứ ba nào khác. Dùng cái chữ đạo Pháp là không hiểu rõ, đạo là đạo của ai, Pháp là Pháp của tôn giáo nào. Còn khi mình nói là đạo Phật là xác định cái chủ thể tôn giáo tâm linh và đạo đức ở đây là lời Phật dạy và minh triết được Đức Phật áp dụng và truyền bá trong lịch sử mấy nghìn năm. Còn chữ dân tộc đó, ở cái ngữ cảnh của Việt Nam hiểu hiện nay nó rất là sai. Lấy chữ dân tộc để chỉ cho quốc gia, trong khi đó ở quốc tế đó, dân tộc là gì? Là một cái nhóm thiểu số. Pháp âm đạo Phật ngày nay xin khép lại nơi đây. Quý vị muốn thỉnh hoặc ấn tống các đĩa CD về Đại Tạng Kinh Việt Nam, các kinh sách do Thầy Nhật Từ biên soạn, các bài pháp thoại, các CD về âm nhạc Phật giáo, cũng như muốn đóng góp vào các hoạt động từ thiện của Đạo Phật ngày nay, xin vui lòng liên lạc theo địa chỉ